Vâng, hôm nay em bắt đầu dọn cái chỗ này đây. Dọn chỗ này để mai cho thợ họ đóng gỗ tiếp. Này, lại lòi bụi, các bác thông cảm nha, nó bẩn. Không phải bẩn, đây là bẩn bụi gỗ. Tất cả đây đều là bụi gỗ này. Bụi của gỗ. Đấy, đồng hồ các bác hỏi đây. Đây là chiếc đồng hồ Ubly. Hàng ngày giới thiệu cho bác ở trên kênh ấy, là giá 2,9 triệu ấy. Nó có cái đế trắng nữa, mấy cái lồng kính úp nữa. Còn trong hộp kia, không dám bỏ ra, bỏ nó bẩn, mấy này kính nó vỡ. Con này ở trên kênh hàng ngày là giá 2,9 triệu, được chưa? Thôi còn sót con này, để cho các bác giá lọc lá hữu nghị đi nhé. Em sẽ thổi sạch đây, lau sạch đi, đây này bác nhìn này, lau sạch bóng luôn này. Đấy, sạch bóng luôn chưa? Đấy, để hữu nghị cho các bác nhé, hàng ngày 2,9 triệu. Thôi, để cho nó giá tài, giá lộc cho các bác thích. Bớt cho các bác 300 lấy lộc nhé. Còn 2,6 triệu đây. Em để 2,6 cho bác nhé. 2,6 được rồi. Em cứ để đấy, thuốc em sẽ bán, em sẽ lau đi cho các bác. 2,6 triệu con này nhé. 2,6 triệu là còn kể cả cái nắp úp ly của nó với cái đế trắng nữa. Như cái đấy nó em để trong bọc cho nó sạch nhé. Đấy, đồ úp ly hàng ngày là 2,9 triệu cho bác đây. 2,6 triệu. 2,6 triệu cho bác, đấy nhá, đúng cái úp ly thôi. Còn đây, cũ cốc này đây. Cũ cốc này khủng rồi. Cũ cốc này cái đế của nó là gần 30 cơ, phải 25. Cụ này rất là khủng nhá. Cụ này khủng, cụ này cốc đồng, cụ cốc bằng đồng. Ở trên có tròm sao thất trinh trận, đây, lau đi đẹp lắm. Đây, để trong này đây, cốc ba chân. Cốc này là giữ tài, phủ tài lộc cho nhà quý vị. Quý vị có thể để lên trên chốc kệ tủ tivi hoặc là trên két hoặc là cửa nhà tùy các cụ. Các bác trên kênh của em đã có giới thiệu con này chi tiết lắm rồi. Giá 3,8 triệu. Giảm nốt cho các bác nhé. Con này to lắm, con này xe to. Đây còn một con xe nhỏ hơn đây này. Con 2,8 triệu đây. Đây còn con 2,8 triệu đây. Nó khác nhau nha các bác nhé. Con này gấp đôi cơ. Đây, để cho các bác 3,8 triệu, tôi để cho các bác về 2,9 triệu. 2,6 triệu đi cho nó nhanh, mãi lộc đi. 2,6 triệu. Còn con này nó nhỏ hơn một chút, 2,8 triệu nhé. 2,8 triệu để cho các bác 1,9 triệu, được chưa? Giảm như thế thôi các bác ơi. Em dọn kho gặp những này để thì cho các bác 1,9 triệu em dọn lỗ trồng cành lắm rồi, nhưng mà ta mua cái đồ lọc lá này thì không có nói lỗ lãi gì cả, nên em không nói câu đấy nữa, bỏ. Đấy, được chưa? Bằng đồng, cốc đồng hết ạ, tất cả bằng đồng. Đây còn cái hồ lô bằng đồng nữa. Hồ lô này có nắp nhé. Cái nắp em cất đi, em không để ra đây bởi vì sợ các cháu cái nắp nó có vòi này. Em sợ các cháu cầm cái nắp đấy nó đập vào kính, nó vỡ hết đồ kính. Con này trên kênh 2,9 triệu, hồ lô bằng đồng. Nhà nạm nên có cái hồ lô này để hút những cái tinh khí độc người ta hay để cửa sổ ấy. Đấy, các bác cứ tìm hiểu về bác cứ tìm hiểu về phong thủy các bác biết. 2,9 triệu trên kênh, giải các bác nhé. Còn 1,9 triệu luôn. 1,9 triệu luôn nhá. Đấy, bác 1 triệu. Đấy, gặp con đấy. Còn một đôi kỳ lân kia nữa kìa bác kìa. Còn đôi kỳ lân này nữa này. Đấy. Ú dù. Đôi này này, bằng đá này. Được kỳ lân này. Bác nhìn thấy chưa? Ý, bác nhìn thấy chưa? 1,9 triệu một con. Mua cả một đôi. Đây, giá một đôi là đây, một đôi đây bác ơi. Một đôi 3,6 triệu. Một con là đây, 3,9 triệu. Còn một chiếc là 1,9 triệu. Thôi tóm đi, tóm lại là bán cả đôi đi, đi cho nó có cặp có đôi đi các bác ơi. Nhá. Đấy. Có cặp có đôi. Để cho bác cả đôi này đi. Cả một đôi này nhá. Ui, cho lọc lá đi. 1,9 triệu một đôi thì khỏi phải một con. 1,9 triệu một đôi nhá. 1,9 triệu em phải ghi hẳn 1,9 triệu hai con. 9 hai con. Ghi vào đây. 1,9 triệu hai con cho nó nhanh nhá, cho nó xong. Thế cho nó phun khởi, cho nó gọn nhà, cho nó sạch đi bác ơi. Vì đây là mai em dọn hết chỗ này rồi, được chưa? Đấy, hết rồi ạ. Hết chưa? Xem còn cái gì không? À đây 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 đây. Vẫn còn tí trong này nữa, từ từ từ. Trong này. Con kìa. Xem nào. Ôi. Để đi em tìm tí trong này với.
Đây. Ui chú, con cóc này đúc đồng đặc. Đây ạ, con cóc đồng đặc. Con này thì đắt. Ui nặng lắm, con này thì ngồi trên một đài sen 3.9 triệu. Cụ 3.9 triệu này, cụ này là ui đặc kìa. Các bác chú ý nhá, em ghi số 1 là 39. 1 này. 139 giảm cho quý vị nhá. Còn 29 đi. 29 mà 26 đi cho mãi lộc. 26 nhá. 26. Hết đất chưa? 26. Rồi, hết ạ. Hết được các bác nhá. Em chào các bác.